Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Vụ Thủ Thiêm vì sao báo chí bất ngờ bị khóa miệng. Bài viết của tác giả Thiền Lâm được đăng trên trang Kali Today. Chỉ trong 2 tuần lễ, diễn biến vụ Thủ Thiêm đã xoay cực một cách đáng kinh ngạc. Trong tuần đầu tiên của vụ khủng hoảng Thủ Thiêm, vụ việc đã được xới tung lên và trở nên ồn ào một cách đầy chú ý. Báo chí nhà nước ồ ạt vào cuộc và tung tin bài như thể vô số bất công của vụ Thủ Thiêm mới được phát hiện lần đầu tiên. Cũng khá nhanh chóng, đã có những tờ báo và Facebook chỉ mặt điểm tên các quan chức đứng đầu bảng về liên đới trách nhiệm phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm trong quá khứ, như Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Đua bị tố là đã ký một quyết định về quy hoạch Thủ Thiêm mà đã vượt quyền khi phủ nhận cả quyết định trước đó của Thủ tướng Chính phủ. Còn Lê Thanh Hải, vào thời còn là chủ tịch thành phố, đã dọn đường cho việc thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm, giải tỏa lố sang 160 ha đất mà trước đó dùng làm khu vực tái định cư cho dân, đẩy đuổi thêm nhiều ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ. Bầu không khí cứ như là sắp khởi tố điều tra vụ Thủ Thiêm đến nơi. Nhiều quan chức của thành phố Hồ Chí Minh và bộ ngành liên quan vội vã lên tiếng thanh minh để đẩy trách nhiệm của quá khứ và hiện tại. Nếu Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhập viện Chợ Rẫy ngay sau khi một bài viết về những dấu hiệu tiêu cực của ông Cang xuất hiện trên báo Người Tiêu Dùng, người ta có thể hình dung tâm trạng lo âu và bất an thế nào của nhiều quan chức khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, lò của Nguyễn Phú Trọng đã được di rời vào Sài Gòn và đang tỏa sức nóng ngày càng thiêu đốt. Mà cuộc đời của rất nhiều quan chức lại không thể không ít nhất vài ba lần nhúng chàm. Ai cũng cảm thấy mình sắp sửa bị tống vào lò. Trong những ngày này, chắc chắn không ít dư luận người dân và công chức đang ủng hộ Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch truy quét tham nhũng ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên, sau tuần đầu tiên bùng nổ truyền thông về Thủ Thiêm, sang tuần tiếp theo, báo chí đã im bặt một cách kỳ lạ. Chỉ có thể hiểu là nếu vào tuần đầu tiên, báo chí được mở miệng là do Ban Tuyên giáo Trung ương bật đèn xanh, thì đến tuần sau đó, chính cơ quan tuyên giáo này đã siết vòng kim cô trên đầu hơn 800 tờ báo nhà nước. Vào cuối tuần đầu tiên của vụ Thủ Thiêm, có tin trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã vào Sài Gòn làm việc và yêu cầu báo chí ngừng đăng bài về vụ việc này. Một lần nữa kể từ sau vụ Formosa, nền báo chí cách mạng cùng hơn 800 tờ báo như thể bị một cái bạt tai rọ mõm. Trong vụ Formosa, báo chí nhà nước cũng bị Ban Tuyên giáo Trung ương khóa miệng sau khoảng một chục ngày xả súp báp. Không khí lắng bặt quá đột ngột như thế càng khiến cho người dân vẫn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một nhóm quyền lực và lợi ích khổng lồ nào đó đứng đằng sau hoặc sát bên chiến dịch này, thậm chí là sát cạnh ông Trọng. Nhóm đó là nhóm nào, gồm những ai? Nhóm quyền lực lợi ích này có lợi dụng chiến dịch của ông Tổng Trọng để tống tiền nhóm quyền lực lợi ích cũ của Lê Thanh Hải hay không? Bởi một kịch bản mà nếu trở thành hiện thực, thì người dân sẽ phải dìm chút hy vọng còn lại vào Nguyễn Phú Trọng xuống tận đáy. Sau khi đã có kết quả kiểm tra thanh tra, một thế lực chính trị lợi ích sẽ lấy kết quả đó để tống tiền và ngã giá với những quan chức sắp bị tống vô lò. Lối thoát duy nhất của những quan chức này là phải ói ra, tức là phải nhả ra rất nhiều lô đất vàng tại khu vực Thủ Thiêm cho nhóm lợi ích mới với giá cực thấp hoặc là cho không. Nếu chịu ói ra, sẽ chẳng có cơ quan chức năng nào phải trả giá, hoặc cùng lắm thì chỉ bị cách hết mọi chức vụ trong quá khứ, như một động tác ma mị đối với dân chúng, và cũng chẳng có đồng tiền bồi thường nào đến được tay dân oan, mà tất cả sẽ chui vào túi của những kẻ tống tiền. Còn giờ đây, đang có dấu hiệu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh xin Trung ương xử lý nội bộ, còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa tổ chức một cuộc họp về vụ Thủ Thiêm với kết luận rất nước đôi và rất yếu ớt. Như thể ông Phúc đang cố che chắn cho một nhóm lợi ích nào đó đã ăn đất ở cái vùng đất đã chứng kiến không ít oan hồn dân oan phẫn uất này. Trong kết luận chỉ đạo của mình, Thủ tướng Phúc dường như đã cố tình bỏ qua việc làm rõ tính pháp lý của quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và một quyết định thay thế của Phó Chủ tịch Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua. Ông Phúc cũng hoàn toàn không đề cập một từ nào về sự biến mất vô cùng khó hiểu của tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Ông Phúc cũng chỉ dùng từ sai sót đối với trách nhiệm của giới quan chức thành phố Hồ Chí Minh, trong khi vụ Thủ Thiêm có quá nhiều dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái và tham nhũng. Phải chăng vào khoảng thời gian báo chí bị khóa miệng,
một nhóm quyền lực lợi ích mới đang bí mật đàm phán với nhóm quyền lực lợi ích cũ để chuyển giao với giá rẻ một phần lớn hoặc toàn bộ đất vàng ở Thủ Thiêm. Và những quan chức cao cấp nào đang có vai trò đạo diễn cho một cuộc đi đêm như thế? Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Vụ án Thủ Thiêm và những điều khẳng định cái lò đang bị nghẹt. Dường như lò chống tham nhũng đã bắt đầu có những dấu hiệu thể hiện sự ngộp khói đầu tiên khi đối diện với những vấn đề mang tính lợi ích riêng của người dân, lãnh đạo và doanh nghiệp. Điển hình là vụ Thủ Thiêm khi so sánh nó với các dự án đất củi gần đây. Về góc độ thông tin, chúng ta thấy bắt đầu có sự hạn chế. Nếu ở vụ Vũ Nhôm, có những công văn mật có liên quan đến tình báo được lộ ra để chống tham nhũng, thì đến nay vụ Thủ Thiêm hầu như không có bất cứ văn bản chỉ đạo điều hành cấp cao quan trọng nào lộ ra để cho dư luận đánh giá về việc ai sẽ chịu trách nhiệm cao nhất trong dự án. Thậm chí là những người có quyền bóp hay nhả thông tin còn phải thông báo tạm dừng đưa tin về vụ Thủ Thiêm cũng là một dấu hiệu ngộp lò khác. Về góc độ quản lý điều hành cũng thể hiện việc lò ngộp. Chính phủ đưa ra quan điểm về vấn đề Thủ Thiêm chỉ mới thừa nhận là chính quyền thành phố sai sót mà chưa thừa nhận có sai phạm. Trong khi trong vụ PVN, những ngòi bút chống tham nhũng nhiệt tình nhất thậm chí còn tiết lộ ra nội dung kết luận thanh tra dù đó là thông tin mật và phán ngay và luôn ông to nào đứng đằng sau củi Đinh La Thăng. Nội dung đó ai đưa ra và bây giờ vì sao những người chống tham nhũng đó không đưa ra được các kết luận thanh tra cũ của việc Thủ Thiêm để giúp ích cho người dân như họ vẫn hô hào khi đánh ông Đinh La Thăng trước đây. Đây là bịt khói cho lò đấy thôi. Ngay từ đầu, khi vụ Thủ Thiêm mở ra công khai vụ tấm bản đồ bị mất, thì nhiều người nói với tôi đó chỉ là doanh nghiệp giành ăn nên loại trừ nhau. Hoặc sân sau của ông to này muốn thay thế sân sau của các ông to khác đã thất thế. Tôi cho là không đơn giản như vậy. Vụ Thủ Thiêm khui ra thì dễ, nhưng xử lý thế nào, kết thúc ra sao, đâu có phải là chuyện đơn giản theo kiểu vụ PVN hay vài miếng đất ở Đà Nẵng, chỉ có vài ông mua bán lòng vòng với nhau. Về mặt chính trị, chúng ta thấy quan điểm của chính phủ ở cuộc họp, tuy chưa chi tiết nhưng bắt đầu cho thấy những vấn đề phải đối mặt. Đó là cấp nào là sai phạm và cấp nào sai sót. Ví dụ như cho rằng một khi kết luận là địa phương sai phạm và trung ương sai sót, rồi sau đó nhân dân phát hiện ra không đúng như thế thì sao? Còn thừa nhận trung ương sai phạm thì ai sai? Quan to nào sai cũng không dễ. Thủ Thiêm đâu chỉ có duy nhất một chủ tịch như PVN để mang ra gánh hết. Về mặt kinh tế, chính phủ nói đảm bảo lợi ích hài hòa của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Tôi không hiểu lợi ích chính quyền nghĩa là gì, là chính quyền phần nhiều là đúng, còn sai là nhân dân và doanh nghiệp. Nếu nói lợi ích chính quyền là lợi ích về bồi thường thiệt hại thì cũng không đúng. Chính quyền không có tiền, chỉ có thể lấy tiền nhân dân để đền bù thiệt hại. Nghĩa là lấy tiền của nhân dân này, bù cho nhân dân khác. Còn nếu thu hồi tiền riêng của quan chức bị kết luận có sai phạm, e rằng ít và không thấm tháp gì so với thiệt hại sinh ra trong vụ Thủ Thiêm. Các doanh nghiệp dính vào vụ Thủ Thiêm đang lo ngại và có doanh nghiệp đã kêu oan trong đợt bị tấn công truyền thông vừa qua. Oan hay không thì không rõ, nhưng đất đai làng nhàng tranh chấp mà ông chấp nhận dính vào thì phải chấp nhận rủi ro. Người dân thường đi mua bán nhà, còn không ai muốn mua tài sản tranh chấp. Chả nhẽ doanh nghiệp khờ dại đến vậy, không nắm thông tin khi đổ tiền ra giao dịch. Luật pháp luôn bảo vệ người thứ ba ngay tình, nhưng trong các vụ đất đai lớn như Thủ Thiêm này thì ông nào ngay tình rất khó để nói. Đổ ra hàng ngàn tỷ mà không đánh giá được rủi ro của dự án, hay là biết có rủi ro nhưng vẫn mua vì được giá rẻ, nhiều lời sau khi tự tin về quan hệ chính trị. Lúc sự việc lộ ra thì ông bảo ông là nạn nhân. Còn sự việc qua đi êm xuôi thì ông im lặng chia lời trong vai trò ông là đồng phạm chủ động. Hậu quả bây giờ xử lý như thế nào? Lấy đất trả lại cho dân, lấy tiền của dân đền cho dân, lấy tiền của doanh nghiệp móc ngoặc đền cho dân, lấy tài sản của quan chức sai phạm đền cho dân, bề nào cũng có cái khó của riêng nó. Cái lò giải quyết làm sao đây để những móc xích trong đó không tố nhau cho bung bét ra là điều rất khó. Lợi ích thì chia nhau hết rồi, còn nhân dân thì 20 năm rồi không bỏ cuộc đòi công lý. Từ hài hòa mà chính phủ phát biểu là hài hòa về pháp luật và lợi ích chính đáng của các bên liên quan hay hài hòa để cái bình quá nhiều chuột không bị rạn nứt. Việc Thủ Thiêm phải nhìn toàn cảnh như vậy để đánh giá vấn đề. Trong khi Trung ương ở thủ đô chưa có phát biểu nào quan trọng về vụ việc, thì nhân dân đang rất muốn lắng nghe Quốc hội họp bàn về Thủ Thiêm. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhắc lại về vai trò của đầy tớ cán bộ. Vậy mong các đại biểu Quốc hội họp hành làm gương trước việc Thủ Thiêm này.
nhiều người đã bắt đầu cho rằng lò sẽ đốt nửa vời và nhận định đó không hẳn là không có cơ sở khi nhìn toàn cảnh bức tranh như tôi đã nêu ra ở trên. Mà như vậy thì tính chính xanh của lò cũng sẽ không còn. Ca này khó. Khó hơn nữa là nếu cái lò không còn tính chính xanh thì mục tiêu lớn nhất ở khóa 12 này là thất bại.